Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Công trình của Lệ Minh nhờ ơn bác và đảng, mình về với Hương luôn phấn đấu vươn lên bằng đôi bàn tay trắng, khai quang vùng đất quang du. Hôm nay là mình đang qua đóng từ để đặng xây dựng lên cái nông trại của Lệ Minh. Vài bữa mình treo lá cờ đỏ sao vàng lên chứ thiệt tình, lúc làm gì là phải treo lá cờ đỏ sao vàng lên mới thấy là tổ quốc thiêng liêng như thế nào. Các bạn thấy cuộc sống ở đâu cũng mình phải làm, ở quê hương nếu có cơ hội thì mình phải làm, phải cố gắng lên cái việc khó. Chứ ngồi đó mà phàn nàn chờ mấy cái đám mà chống cộng ô hợp, mấy cái đám Việt Tân, mấy cái đám Nguyện Nô, rồi vàng, rồi ký, rồi cặp, rồi tôi nói cho các bạn buông đời, các bạn không bao giờ biết thân nào. Mình phải biết vươn lên bằng mọi cách. Cuộc sự nghiệp của tôi bắt đầu cũng đo bằng đôi bàn tay trắng thôi anh chị bạn, bây giờ này tôi cũng vẫn trắng tay thôi. Nhưng mà mình biết lao động, mình biết cần cù, biết siêng năng, luôn biết chụp lấy những cơ hội, chứ không phải ngồi đó mà than trách chờ ai đó ban phát cho mình. Không có ai mà cho mình cái thứ gì đâu, tôi nói thì các bạn, nếu mình không tạo ra cái vật chất bằng mồ hôi nước mắt của mình thì cũng chẳng cho ai cho mình đâu. Cái đất Mỹ, cái xứ tư bản, những người khác làm phải nuôi những người nọ, còn ở Việt Nam các bạn thấy các bạn làm, các bạn được hưởng, các bạn biết cần cù, biết siêng năng, biết cần kiệm thì các bạn có cuộc sống vật chất nó thoải mái, còn làm nhiêu ăn nhiêu thì đâu cũng vô đó thôi. Đất ở miền Tây em gái, các bạn thấy quê nhà tuyệt vời hả? Và tôi nói chị các bạn, con người của tôi cầu tiến dữ lắm, chỉ cần tôi có cái cần câu thôi là tôi có thể đi câu cá. Hồi chưa cái quê hương đất nước mình còn nghèo khổ gì, tôi là dân miền Tây mà các bạn biết, quê nội thì ở Đà Nẵng, nhưng mà mình sinh ra và lớn lên rồi ở miền Tây, nhưng mà sống các bạn biết luôn luôn tìm đủ mọi cách để mưu sinh cầu tiến, chứ không bao giờ mà chịu khuất phục với ai chứ. Mình phải sống bằng chức lao động của mình. Quê hương là từng cái ngọn chị các bạn, bởi vì quê hương mình phải biết tận dụng cái cơ hội, duy nhất là cái mình có được cái chút vốn đó, mình lo làm ăn, rồi cần kiệm, rồi siêng năng, rồi chịu khó. Chứ lên mạng mà than trách, rồi chờ